Trong thế giới tự nhiên đầy màu sắc và phong phú, chim bói cá, kingfisher, nổi bật như một biểu tượng của sự tinh tế và kỹ năng săn mồi hoàn hảo. Với bộ lông rực rỡ và những pha lao mình xuống nước như mũi tên sống động, chim bói cá đã trở thành hình ảnh quen thuộc và đầy mê hoặc đối với những ai yêu thích thiên nhiên. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp hình thể và kỹ năng săn mồi vượt trội khiến chim bói cá trở thành một trong những loài chim được yêu thích nhất trên thế giới. Hình dáng và màu sắc. Chim bói cá có kích thước khá nhỏ, thường dao động từ 10 đến 45cm tùy thuộc vào loài. Chúng có bộ lông đa dạng về màu sắc, thường là sự pha trộn của các gam màu sáng như xanh dương, cam và trắng. Loài chim này sở hữu một chiếc mỏ dài và nhọn, lý tưởng cho việc bắt cá và các loài động vật nhỏ khác. Màu sắc của chim bói cá không chỉ đóng vai trò trong việc thu hút bạn tình mà còn giúp chúng ngụy trang khỏi kẻ thù và tạo điều kiện thuận lợi trong việc săn mồi. Đặc biệt, bộ lông xanh lam của nhiều loài chim bói cá có thể thay đổi sắc độ tùy vào góc nhìn và ánh sáng, tạo ra hiệu ứng lung linh đầy mê hoặc. Kỹ năng săn mồi. Chim bói cá nổi tiếng với khả năng săn mồi xuất sắc, đặc biệt là việc bắt cá. Chúng thường đứng im trên cành cây hoặc nhánh cây gần mặt nước, quan sát và chờ đợi con mồi xuất hiện. Khi phát hiện mục tiêu, chim bói cá sẽ lao xuống nước với tốc độ cực nhanh, bắt gọn con mồi bằng chiếc mỏ sắc nhọn. Kỹ năng săn mồi của chim bói cá không chỉ dựa vào tốc độ và sự chính xác mà còn phụ thuộc vào khả năng quan sát và phản xạ nhanh nhạy. Đôi mắt của chúng có khả năng điều chỉnh để nhìn rõ dưới nước, giúp chúng dễ dàng phát hiện và theo dõi con mồi. Hành vi và môi trường sống. Chim bói cá có phạm vi phân bố rộng rãi, từ châu Á, châu Âu, châu Phi cho đến châu Mỹ và châu Úc. Chúng thường sinh sống gần các nguồn nước như sông, suối, ao hồ và đầm lầy, nơi có nguồn thức ăn phong phú. Chim bói cá thường sống đơn độc hoặc theo cặp, đặc biệt là trong mùa sinh sản. Chúng xây tổ trong các hốc đất hoặc bờ sông, tạo ra những hang ổ an toàn để bảo vệ trứng và chim non. Chim bói cá mẹ thường đẻ từ 3 đến 7 trứng, và cả chim bố lẫn chim mẹ đều tham gia ấp trứng và nuôi dưỡng con non. Tiếng kêu đặc trưng. Một trong những đặc điểm dễ nhận biết của chim bói cá là tiếng kêu đặc trưng của chúng. Tiếng kêu thường ngắn, sắc bén và vang vọng, được sử dụng để giao tiếp giữa các thành viên trong loài và để cảnh báo về sự xuất hiện của kẻ thù. Biểu tượng văn hóa. Chim bói cá đã xuất hiện trong nhiều nền văn hóa và nghệ thuật, thường được coi là biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng. Trong thần thoại Hy Lạp, chim bói cá được liên kết với câu chuyện về Anxion và Seis, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và lòng trung thành. Ở nhiều nơi trên thế giới, chim bói cá còn được coi là điềm lành, mang lại may mắn cho những ai nhìn thấy chúng. Sinh sản và nuôi con của chim bói cá. Chim bói cá thường bước vào mùa sinh sản vào đầu mùa xuân hoặc mùa hè, tùy thuộc vào vùng địa lý và điều kiện thời tiết. Mùa sinh sản của chúng thường gắn liền với thời kỳ có lượng thức ăn dồi dào, giúp đảm bảo khả năng nuôi dưỡng chim non. Tìm kiếm bạn đời. Việc tìm kiếm bạn đời là một quá trình khá công phu. Chim bói cá được thường thể hiện một loạt các hành vi cầu kỳ để thu hút chim cái, bao gồm việc trình diễn các pha bay lượn đẹp mắt và mang thức ăn tặng cho chim cái. Những hành động này không chỉ giúp chứng tỏ khả năng săn mồi của chim đực mà còn xây dựng lòng tin với chim cái. Làm tổ. Sau khi chọn được bạn đời, chim bói cá bắt đầu quá trình làm tổ. Chúng thường chọn các vị trí an toàn như hốc đất ven sông, bờ suối hoặc các hang nhỏ trên vách đá để làm tổ. Việc chọn lựa những vị trí này không chỉ giúp bảo vệ tổ khỏi các kẻ thù mà còn giúp giữ nhiệt độ ổn định cho trứng. Chim bói cá đực và cái cùng nhau đào một đường hầm sâu vào bờ đất, có thể dài từ 30cm đến 1m. Cuối đường hầm là một buồng nhỏ, nơi chúng sẽ đặt trứng và ấp ủ. Tổ thường được xây dựng cẩn thận để tránh nước và cung cấp sự an toàn tối đa cho trứng và chim non. Đẻ trứng và ấp trứng. Sau khi hoàn thành tổ, chim bói cá cái bắt đầu đẻ trứng. Mỗi lứa thường có từ 3 đến 7 quả trứng, màu trắng và có vỏ mỏng. Cả chim bố lẫn chim mẹ đều tham gia vào quá trình ấp trứng, thay phiên nhau giữ ấm và bảo vệ trứng khỏi kẻ thù. Thời gian ấp trứng kéo dài khoảng 18 đến 21 ngày. Trong thời gian này,
Chim bói cá rất cảnh giác và hạn chế rời khỏi tổ để đảm bảo an toàn cho trứng. Chăm sóc chim non. Khi trứng nở, chim non ra đời với bộ lông tơ mỏng và đôi mắt chưa mở. Chim bói cá bố mẹ làm việc không ngừng nghỉ để săn mồi và mang thức ăn về tổ. Thức ăn chủ yếu của chim non là cá nhỏ, côn trùng và các loài động vật nhỏ khác. Trong những tuần đầu tiên, chim bố mẹ phải cung cấp một lượng thức ăn lớn để đảm bảo chim non phát triển khỏe mạnh. Chim non thường phát triển rất nhanh và sau khoảng 3 đến 4 tuần, chúng bắt đầu mọc lông và chuẩn bị cho giai đoạn tập bay. Tập bay và rời tổ. Khi chim non đã đủ lớn và có đủ lông cánh, chúng bắt đầu tập bay. Quá trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn và hướng dẫn từ chim bố mẹ. Chim non ban đầu có thể gặp khó khăn trong việc điều chỉnh hướng bay và tìm kiếm thức ăn, nhưng với sự giúp đỡ của chim bố mẹ, chúng nhanh chóng học được kỹ năng cần thiết để tự lập. Sau khoảng 6 đến 8 tuần, chim non rời tổ và bắt đầu cuộc sống độc lập. Chúng di chuyển đến những vùng lãnh thổ mới để tránh cạnh tranh thức ăn với chim bố mẹ và tìm kiếm cơ hội sinh sản trong tương lai. Kẻ thù và mối đe dọa của chim bói cá. Mặc dù chim bói cá có khả năng bay nhanh và kỹ năng săn mồi vượt trội, chúng vẫn phải đối mặt với nhiều mối đe dọa từ các thiên địch. Một số loài chim săn mồi lớn như diều hâu và ó biển có thể tấn công chim bói cá, đặc biệt là khi chúng rời tổ để săn mồi,